Thưa quý vị, ngay lúc này đây ngồi cạnh Thị Vân chính là nhà vô địch châu Á thể hình, chị Lê Thị Hương Giang. Và cũng rất là khó khăn cho Thị Vân khi mà sắp xếp được cuộc hẹn này, bởi vì hiện nay nhà vô địch của chúng ta đang luyện tập để chuẩn bị cho một mùa giải mới. Em chào chị Hương Giang ạ. Xin chào khán giả truyền hình của Chuyển động 24 giờ. Thực sự là em rất là vui và thậm chí là cảm thấy rất là háo hức khi mà ngày hôm nay được gặp chị Giang. Gọi là U50 thôi nhưng mà quả thật là chị Giang trẻ vô cùng. Và thậm chí nhìn chị xong thì em thấy rằng ôi dồi ôi, tôi phải đi tập thật nhiều hơn nữa. Cho em hỏi một chút là sắp tới mình sẽ thi đấu những giải nào? Và trong cái khoảng thời gian là bao lâu ạ? Cuối tháng 7 là giải Fitness cổ điển tại Vũng Tàu. Tháng 8 giải châu Á lần thứ 56 tại Indonesia. Và tháng 10 là tại Maldives của giải thế giới. Khi mà đến với giữa cuộc thi như vậy thì cái phần thi mình thi là cụ thể như thế nào? 23 năm trước thì chị thi bodybuilding là thể hình. Chị mặc đồ rất là đơn giản, đồ hai mảnh và đi chân đất thôi. Thì bây giờ sau 23 năm thì chị lại chuyển qua là cái cổ điển. Cổ điển thì đo chiều cao chứ không cân nặng nữa. Chị cao 1m7 thì sẽ lấy từ 1m65 trở lên. Và chị sẽ được mặc bikini như hoa hậu nha. Ống ánh, ống ánh này. Xong rồi đi guốc câu gót. Cái tuổi nó có ảnh hưởng đến việc luyện tập của mình không ạ? Tuổi tác không có thành vấn đề. Khi mình tập luyện như vậy thì còn tăng thêm cái sức khỏe, niềm vui của mình hàng ngày nữa. Thảo này em thấy là chị đang cười á, nụ cười như tỏa nắng luôn. Em thấy là với một vận động viên thể hình ấy, thì thường là chế độ tập luyện khắc nghiệt rồi, nhưng còn cả cái chế độ ăn cũng phải rất là kỷ luật nữa. Cụ thể hiện nay là chị đang ăn uống như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị khán giả không ạ? Một ngày như thế thì mình chia ra khoảng 4 bữa ăn và mình chỉ có ăn đồ luộc là chính. Có thể là tôm, cá, ức gà, trứng. Trứng thì đặc biệt thì mình cũng ăn lòng đỏ, nhưng dành lòng đỏ cho buổi sáng thôi. Còn trong ngày thì mình ăn lòng trắng, rau xanh, nói chung là đa dạng là các loại thực phẩm. Em đã từng đọc một cái chia sẻ của chị ở trên báo ấy, là thậm chí là có những ngày mình chỉ được uống khoảng 30ml nước thôi. Cụ thể là như thế nào? Đến cái giai đoạn mà trước 10 ngày thi đấu thì mình phải tính được cái điểm rơi của mình để sao cho cái cơ thể của mình nó hoàn thiện nhất, đẹp nhất. Lúc đẹp nhất của cơ thể thì lúc là yếu nhất. Đấy là cắt rất là nhiều, vừa tinh bột rồi vừa nước, từ 1 lít thì bắt đầu là giảm dần xuống khoảng 500ml. Và đến cái ngày mà lên sàn á, thì để cho các cái khối cơ của mình nó được rõ hơn. Và sau cái khoảng thời gian đấy thì mình có được ăn uống lại bình thường không ạ? Sau cái khoảng thời gian thi đấu xong rồi thì mình bắt đầu cũng ăn, nhưng mà mình lại phải ăn từ từ lại. Vì lúc đấy thật sự là cái gì cũng thèm. Thì mỗi đầu mình ăn, mình cũng tránh dầu mỡ nhiều đi. Thì để cho nó không bị phù người lên, và có thể là dẫn đến là mình bị bệnh thêm nữa. Nên là mình cũng phải từ từ để mình nạp vào cái lượng đạm cho nó quen dần với lại cái thể trạng, cái cơ thể của mình. Thực ra Thụy Vân hỏi những câu hỏi như vậy là để thấy rằng một vận động viên thể hình ý, thì thực sự với họ, mỗi lúc lên sàn đấu ấy, nó cũng là một cái sự hy sinh. Sau hơn 20 năm, chính xác là 22 năm, chị mới quay trở lại và quyết định là sẽ thi đấu. Điều gì đã khiến cho chị có một cái quyết định như vậy? Kiểu nó đam mê ở trong người rồi, nó ngấm vào máu rồi hay sao á. Thì chị cũng nói với hai bạn ở nhà là mẹ thi đấu được không? Hai bạn bảo là nếu mà mẹ còn đam mê, mẹ còn thích thì mẹ quay lại thôi. Đó, bọn con ủng hộ mà. Thế là bắt đầu chị tập luyện và chị lên một cái kế hoạch cho cái giải sau 23 năm. Cái cảm giác mà chị bước những cái bước catwalk đi, em gọi là catwalk đi, trên sàn bằng cái đôi giày cao gót và thể hiện bản thân mình nó như thế nào? Mình có bị áp lực không? Có bị không so sánh không? Và không, có cảm không. Thấy rằng là mình đang phải đối đầu với nhiều những người khác họ trẻ trung hơn mình không? Chị cảm thấy rất thoải mái luôn. Chị cảm thấy tự tin luôn á. Vui nhất là thế này nè, trong sân khấu thì các bạn hỏi thế mày bao nhiêu tuổi, chắc bị khoảng 30 thôi. Mình cảm thấy là mình vui trong lòng á, mình lại đứng với cái lớp trẻ để mình thi đấu á đó. Thế xong rồi lúc mà lên đó thì mình rất là tự tin. Thật sự là chị không nghĩ là chị tự tin đến mức mà cái sàn diễn đấy là mình nghĩ là của mình, giống như là thả hồn vào đó mình diễn thôi. Chị đánh giá như thế nào về cái thế hệ trẻ kế cận sau mình? Thế hệ trẻ bây giờ rất là giỏi, các bạn ấy bắt nhịp được với xu hướng của
nước ngoài và cái cách tập luyện của các bạn ấy cũng khác mình hồi xưa. Mình cũng phải cập nhật theo các bạn ấy, nhưng mình không đi thụt lùi được. Mình dù là mình gọi là số tuổi nhiều hơn thôi nhưng mà cái độ trẻ và độ căng sức là mình vẫn ngang. Mình vẫn ngang. Chơi tới đâu mình chơi tới đấy. Ví dụ một người trẻ mà muốn theo chuyên nghiệp ấy, thì cần có những yếu tố như thế nào ạ? Một người trẻ mà muốn theo cái môn này thì cái yếu tố đầu tiên là bạn phải đam mê. Em thấy không? Ngày nào cũng chỉ có cục sắt thôi. Em năm nay hơn 30 tuổi rồi, theo nghiệp chuyên nghiệp được không chị? Được em. Em cứ mỗi ngày em lên đây, chị sẽ đào tạo em thành một chuyên nghiệp luôn. Có thể là thi đấu lại luôn đó nhá. Vâng thưa quý vị, và đó là những chia sẻ của huấn luyện viên, vận động viên Lê Thị Hương Giang. Còn bây giờ thì chị Giang cũng nói rồi đấy. Tức là Thụy Vân muốn thử xem là Thụy Vân liệu có khả năng để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp hay không. Thế thì bây giờ em xin phép chị là có khi chị hướng dẫn cho em vài động tác đi. Chị em mình cùng tập với nhau để xem quý vị khán giả xem là Thụy Vân có tố chất hay không. Thú thật với chị là em gặp rất nhiều các vận động viên, em đã thử rất nhiều các bộ môn khác nhau rồi. Với lần đầu tiên em đến với thể hình, chị có sẵn sàng nhận học trò này không ạ? Nhận luôn đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tập luyện với Thụy Vân và vận động viên Hương Giang quý vị nhá. Xin mời. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cùng thay đồ ạ. Ta-da! Lúc này đây tôi đã sẵn sàng rồi. Thực ra là ngày hôm nay là không phải là chuyển động 24 giờ thử thách vận động viên Hương Giang nữa, mà là chị Hương Giang thử thách lại chị Vân, xem tình hình là có thể vào đội tuyển chuyên nghiệp được hay không. Và bây giờ thử thách của chúng ta bắt đầu. Ok. Em mong chị giúp em. Tay bật đúng tiêu chuẩn luôn nha. Gồng. Gồng. Thở. Rồi ạ. Tôi đã sẵn sàng. Bật lên, đứng lên luôn này. Bật, đứng. Yeah. Ok. Em lại lần nữa đi nhá. Làm lại đi. Đây này. Bây giờ chị cho em lắc nào khó hơn đi. Nhưng mà ý là khó trong nháy nháy ạ. Em sẵn sàng rồi chị ạ. Ok, bên trái, up. Yeah. Anh ơi, khi nào mà quay đủ động tác rồi thở đi. Để em làm cái động tác. Cao vai lên. Để em làm động tác nhận cúp. Yeah. Như vậy là tôi đã nhận được cúp vận động viên, huấn luyện viên Hương Giang, nhà vô địch của chúng ta rồi. À. Yeah. Chị nhận xét về học trò mới này nào chị? Cũng tạm ổn. Nhưng mà phải tập luyện nhiều hơn nữa nha. Dạ vâng, em sẽ cố gắng luyện tập. Mặc dù em biết rằng là để vào gọi là chuyên nghiệp thì nó là một điều vô cùng khó. Nhưng mà dù sao thì ngày hôm nay Thụy Vân cũng đã gọi là hiểu một chút về việc luyện tập thể hình nó như thế nào rồi. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được chúc cho chị Hương Giang sẽ có một mùa giải thi đấu thực sự thành công và tiếp tục là biểu tượng truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị xin cảm ơn chương trình truyền hình Chuyển động 24 giờ. Cảm ơn rất nhiều. Yeah.